Kính chào quý khách. Công ty Lê Quốc xin trân trọng giới thiệu đến quý khách sản phẩm súng đo nhiệt độ từ xa bằng tia hồng ngoại và laser model FIRT-1000 Data Vision của hãng Geofeno Germany. Súng có tích hợp camera dùng để chụp hình đối tượng đo, lưu dữ liệu vào thẻ nhớ. Bây giờ xin mời các bạn khám phá các thành phần của bộ máy FIRT-1000 Data Vision. Và đây là thân súng chính FIRT-1000 Data Vision. Model được in trên thân máy, hiệu Geofeno. Đây là khu vực màn hình và đây là các phím bấm điều khiển. Cò bấm để lấy số đo. Phía trước này là khu vực để phát ra điểm laser và thu bức xạ hồng ngoại. Để đo thì chúng ta sẽ bật nắp này ra. Dưới đây là lỗ ren để lắp chân chặt ba. Và đây là khu vực nắp pin. Pin sẽ được lắp vào đây. Mở nắp cao su này ra, các bạn sẽ thấy đây là cái cổng USB. Và đây là hai cái chân để cắm cái giắc cắm của cái đầu đo kiểu K vào đây. Đây là pin sạc sử dụng cho súng đo nhiệt độ FIRT-1000 Data Vision. Điện áp là 3.7V. Công suất 1400 mAh. Đây là củ sạc sử dụng cho điện nguồn 220V 50Hz. Đây là cáp USB. Cáp này dùng để kết nối giữa FIRT-1000 Data Vision với máy tính. Đầu này để cắm trên máy tính. Và đầu còn lại nhỏ hơn, dùng để cắm trên thân máy FIRT-1000 Data Vision. Còn đây là đầu đo kiểu K. Đầu đo này dùng để đo nhiệt độ trực tiếp với nguồn nhiệt. Đây là chân ba chạc, sử dụng trong trường hợp muốn đặt FIRT-1000 Data Vision ở một vị trí cố định. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Sách này được in bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Đức. Cột bên phải là tiếng Anh và cột bên trái là tiếng Đức. Đây là vali để chứa súng và phụ kiện. Kính thưa quý khách, trên đây là giới thiệu bộ súng đo nhiệt độ từ xa bằng tia hồng ngoại và laser model FIRT-1000 Data Vision của hãng Geofeno Germany. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khách. Công ty Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.